Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên trực tuyến thường kỳ đánh giá công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội tháng 8, bản phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2017. Văn bản chú trọng xây dựng và phát triển đảng ở khu vực nông thôn. Nhân ngày truyền thống ngành phát thanh truyền hình Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2017, cùng lắng nghe những chia sẻ tâm sự về chuyện nghề, chuyện đời của những người đang công tác trong ngành phát thanh truyền hình tại tỉnh Lào Cai. Lào Cai gia tăng bệnh nhân sốt xuất huyết sau kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 9. Dự hội nghị có các đồng chí thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và lãnh đạo các cơ quan ban ngành của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tham dự hội nghị tại 9 điểm cầu trực tuyến. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì trong tháng 8, tình hình kinh tế xã hội địa phương duy trì phát triển ổn định, sản xuất nông nghiệp vụ mùa đảm bảo thời vụ. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm được thực hiện thường xuyên kịp thời, đàn vật nuôi phát triển ổn định. Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp các ngành quan tâm thực hiện đạt kết quả khả quan. Trong tháng qua, toàn tỉnh đã thi công được 31,57 km đường giao thông nông thôn. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì mức tăng trưởng ổn định và tăng 3% so với tháng trước. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 2.100 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 14.210 tỷ đồng. Về hoạt động xây dựng cơ bản, tổng kế hoạch vốn giao là gần 4.800 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Giá trị giải ngân tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2017 là trên 4.500 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch. Hoạt động thương mại nội địa ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng. Tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu ước đạt trên 168 triệu USD. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 8 đạt gần 4.000 tỷ đồng, hoạt động tín dụng cơ bản đảm bảo an toàn, hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục được thực hiện tốt, nổi bật là đã tổ chức khai giảng năm học mới vui tươi an toàn. Công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo. Các thủ tục hành chính được quan tâm, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, quốc phòng an ninh được tăng cường, an toàn giao thông đảm bảo, công tác đối ngoại được tích cực triển khai. Cuộc họp đã dành phần lớn thời gian để lãnh đạo các sở ngành địa phương thảo luận, phân tích nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong tháng 9 và những tháng còn lại của năm 2017. Đặc biệt là đối với một số chỉ tiêu theo đánh giá thì hiện nay vẫn đang chậm so với kế hoạch, có thể làm ảnh hưởng tới thực hiện nhiệm vụ của cả năm. Một số nội dung như phòng chống thiên tai, phòng chống dịch sốt xuất huyết, tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước đã được đưa ra thảo luận. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, trong tháng 8, các sở ngành địa phương đã bám sát các nhiệm vụ giải pháp của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số chỉ tiêu thực hiện đang chậm so với kế hoạch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành cần tập trung thực hiện tốt việc chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa, khống chế dịch bệnh, chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, lụt bão đang có những diễn biến rất phức tạp. Cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có giá trị sản xuất có giá trị lớn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thủy điện trên địa bàn. Đồng thời cũng cần có thái độ cương quyết đối với những đơn vị cố tình chây ỳ, không hợp tác trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với địa phương theo đúng các quy định. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu, quan tâm tăng cường công tác cải cách hành chính, chú trọng việc thực hiện cải cách tài chính công và tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngành giáo dục tăng cường biện pháp chỉ đạo để tăng tỷ lệ chuyên cần của học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, đẩy mạnh việc thực hiện phân luồng học sinh, đào tạo nghề, hướng nghiệp cho học sinh. Tập trung giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp và ngân hàng. Tôi đề nghị là Ngân hàng Nhà nước sẽ chủ động tổ chức những cái hội nghị kết nối. Qua cái số liệu đây thì rõ ràng là năm nay đang có vấn đề về cái việc này, đang có vấn đề về tiếp cận vốn, đang có vấn đề về vay vốn. Ngành giáo dục tăng cường cái việc chỉ đạo để duy trì và tăng cái tỷ lệ chuyên cần của chúng ta. Tôi đề nghị đồng tình là sẽ tổ chức một cái buổi hội thảo về cái phân luồng học sinh. Đấy, bây giờ chúng ta đã có tín hiệu tốt, căn cứ vào cái
cái số lượng sinh viên ra trường mà được đi làm và cái số dạy học ở các trường nghề ấy, thì nay số học sinh đã vào trường nghề là tương đối cao, thì rất đáng mừng thì có một cái buổi này. Và tôi cũng đề nghị ngành lao động thương binh xã hội sẽ tổ chức một cái buổi về cái công tác đào tạo nghề, hướng nghề ở trong các trường nghề của chúng ta. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong cũng yêu cầu các ngành cần tập trung đôn đốc việc thực hiện các cam kết đã được ký giữa tỉnh Lào Cai với các đối tác nước ngoài, các tỉnh, thành phố và các tập đoàn doanh nghiệp lớn. Sáng ngày 7 tháng 9, tức ngày 17 tháng 7 âm lịch, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đến tham dự lễ hội Đền Bảo Hà năm 2017. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc. Về dự lễ hội có đồng chí Giàng Xeo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các sở ban ngành và các huyện trong tỉnh. Lễ hội truyền thống Đền Bảo Hà được tổ chức vào ngày 17 tháng 7 âm lịch hàng năm nhằm tưởng nhớ công lao của danh tướng Hoàng Bảy, người có công đánh giặc phương Bắc, bảo vệ bờ cõi và cửa ải đất nước vào cuối triều Lê, giai đoạn 1740-1786. Qua đó phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc của các thế hệ sau. Năm 2016, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận lễ hội truyền thống Đền Bảo Hà là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Lễ hội Đền Bảo Hà năm nay được tổ chức với quy mô cấp huyện. Phần lễ được tổ chức trang trọng với màn sử thi tái hiện công đức của danh tướng Hoàng Bảy, phần hội với nhiều trò chơi dân gian và các hoạt động văn nghệ thể thao hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Điểm đáng chú ý là lễ hội Đền Bảo Hà năm nay được diễn ra trang nghiêm với quang cảnh thoáng đãng, khang trang, sạch đẹp, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan và làm hài lòng du khách về dâng hương chảy hội. Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lào Cai đang tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ nông thôn mới cho gần 140 đại biểu là cán bộ cấp huyện, xã, thôn của huyện Bát Sát và thành phố Lào Cai. Trong thời gian tập huấn 2 ngày, học viên sẽ được trao đổi các chuyên đề về kết quả xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2016 và 8 tháng năm 2017, các văn bản chính sách về chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyên đề về quy trình đánh giá các tiêu chí nông thôn mới, công tác xã hội trong lĩnh vực bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, chuyên đề đánh giá xã hội đạt chuẩn nông thôn mới tiếp cận pháp luật, hướng dẫn đánh giá rà soát đề án nông thôn mới. Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức quản lý, điều hành, thực hiện xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ huyện, xã, thôn trên địa bàn huyện Bát Sát và thành phố Lào Cai, đồng thời góp phần nâng cao kỹ năng, kiến thức trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, chương trình xây dựng nông thôn mới ở tất cả các huyện, thành phố và các xã trong tỉnh đã và đang được tập trung đẩy mạnh. Các địa phương đã tiến hành rà soát điều chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch triển khai quyết định số 676 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020, rà soát chi tiết các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với thực tế các địa phương. Trong tháng 8, toàn tỉnh đã thi công được trên 31 km đường giao thông nông thôn, giảm trên 10 km so với tháng trước. Nguyên nhân là do mưa lũ kéo dài, ảnh hưởng đến quá trình thi công đường giao thông nông thôn. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh làm được trên 360 km, mở mới trên 76 km. Trong tháng 8, các địa phương đã vận động nhân dân xây dựng 454 nhà tiêu hợp vệ sinh, 457 chuồng trại gia súc hợp vệ sinh, 617 hố rác hộ gia đình. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, tập thể, doanh nghiệp, nhân dân đã tham gia tự nguyện đóng góp xây dựng nông thôn mới với số tiền gần 1 tỷ 200 triệu đồng, trên 15.360 công lao động, hiến 6.120 m² đất. Đây là cơ sở để các địa phương phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra từ đầu năm. Vừa qua, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động và Thương binh xã hội tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch số 147 KHUBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc đánh giá kết quả thực hiện dự án điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone trên địa bàn tỉnh. Dự án điều trị nghiện các chất thuốc phiện bằng thuốc methadone giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đi vào hoạt động năm 2013. Đến nay đã và đang điều trị cho 2.300 trên 2.431 người nghiện, đạt 95% so với chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Lào Cai. Trong đó có 1.800 bệnh nhân đã duy trì ổn định, không còn sử dụng ma túy, đạt 87%. Nhiều người đã tìm được việc làm sau khi điều trị tốt. Có 120 người được vay vốn theo quyết định số 29 QĐ-TTg.
cơ sở điều trị methadone xã hội hóa đã trao quyết định cho 30 người hoàn thành xuất sắc sau 3 năm không sử dụng ma túy, đã được giảm hẳn liều không sử dụng methadone. Những kết quả trên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã lựa chọn Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Cán bộ Phòng chống HIVS, Đại học Y Hà Nội tiến hành đánh giá độc lập giai đoạn 2013-2017. Việc đánh giá độc lập sẽ giúp cho tỉnh nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng công tác điều trị methadone từ phía người nghiện, gia đình người nghiện, cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời phân tích, đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong công tác điều trị methadone. Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 10 năm 2017, sẽ tổ chức báo cáo đánh giá độc lập tại tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, có một thực tế là trong tất cả các phong trào đang triển khai ở khu vực nông thôn hiện nay đều cần đến sự gương mẫu đi đầu của các đảng viên. Vậy nên cơ sở đảng ở địa phương nào phát triển được nhiều đảng viên thì kinh tế, xã hội, đời sống của nhân dân ở nơi đó hầu hết đều khá hơn những địa phương khác. Vậy làm thế nào để làm tốt công tác xây dựng và phát triển đảng ở khu vực nông thôn? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cách làm tại huyện Văn Bàn trong phóng sự sau đây. Nhà văn hóa thôn Trung Đoàn, xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn. Chi bộ đảng của thôn có 29 đảng viên, thì tại cuộc sinh hoạt đảng tháng 8 chỉ vắng mặt duy nhất một đảng viên, có lý do chính đáng. Cuộc sinh hoạt có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa thiết thực trong công tác lãnh đạo hoạt động phát triển kinh tế xã hội của thôn. Sinh hoạt chi bộ có chất lượng hay không là trước hết là phải nội dung phải chất lượng. Đấy. Thì cái này thì là trước khi sinh hoạt chi bộ thì căn cứ theo cái tình hình nhiệm vụ của chi bộ cũng như là cái chỉ đạo của cấp ủy cấp trên thì bí thư là sẽ dự kiến chuẩn bị nội dung dự kiến các cái nội dung chương trình của sinh hoạt chi bộ và đưa ra ban chủ ủy để họp và thảo luận và sau đó thống nhất những cái nội dung chương trình và thời gian địa điểm. Một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ dưới cơ sở của huyện Văn Bàn là luôn có sự tham gia cùng sinh hoạt của các đồng chí đảng ủy viên và các đảng viên đang tham gia cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể cấp xã. Qua việc phân công các đồng chí là đảng ủy viên, thế rồi là đảng viên là cán bộ công chức xuống dự, hướng dẫn và trực tiếp chỉ đạo đối với sinh hoạt tại các chi bộ thì thứ nhất là cái chất lượng của các chi bộ cũng đã có những chuyển biến rất là tích cực, đặc biệt là cái việc duy trì cái sinh hoạt chi bộ là được đều đặn theo đúng quy định của điều lệ đảng. Thứ hai nữa là chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên và vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với việc thực hiện các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, rồi là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương cũng đã được nâng lên, đặc biệt là trong việc triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Xác định rõ vai trò đầu tàu, gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Nên thời gian qua, cùng với việc nâng cao vai trò và chất lượng sinh hoạt đảng, Đảng bộ huyện Văn Bàn luôn chú trọng tới công tác phát triển đảng, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Nghị quyết Đảng bộ 20 cũng đã đề ra những cái mục tiêu về phát triển đảng và cái phấn đấu cái tăng cái số lượng đảng viên phát triển hàng năm từ 5-10%. Và trong đó đặc biệt chú trọng đến cái phát triển đảng viên ở cái khu vực nông thôn. Ở đây bao gồm là những cái đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, rồi đảng viên là nữ, là đồng bào dân tộc thiểu số, là những đối tượng mà được quan tâm, góp phần cho cái việc là nâng cái số lượng đảng viên trong các cái chi bộ để từng bước là thực hiện các cái chi bộ độc lập một cách hoàn toàn, hoặc là sẽ hình thành nên các cái chi bộ mà có đủ điều kiện để thành lập các cái chi ủy để đảm bảo cái sự lãnh đạo của chi bộ trong thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị. Quyết tâm như vậy, nhưng đây thực sự là một trong những nhiệm vụ rất khó của Đảng bộ, bởi thực tế là nguồn quần chúng ưu tú, cụ thể là lực lượng thanh niên thường có xu hướng đi làm ăn xa nhà, ảnh hưởng đến công tác giáo dục, bồi dưỡng kết nạp đảng của các cơ sở đảng. Vì vậy, có khá nhiều giải pháp cụ thể đã được đưa ra để tháo gỡ khó khăn này.
Đảng bộ xã xác định các giải pháp để nâng cao số lượng và chất lượng đảng viên trong thời gian tới. Đó là thứ nhất phải kịp thời phát hiện và bồi dưỡng đối với những quần chúng ưu tú tại các chi bộ thôn bản, các đơn vị trên địa bàn, phân công giúp đỡ và đào tạo để cho quần chúng ưu tú có được cái cơ hội học tập và nâng cao trình độ về mọi mặt để trở thành những đảng viên cốt cán, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào. Ngày 22 tháng 8 vừa qua, sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời phấn đấu của anh Sầm Văn Chiến ở thôn 5 Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn. Anh đã được chi bộ đảng của thôn long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng. Kể từ sau khi tỉnh Lào Cai được tái lập đến nay, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn đã phát triển được gần 160 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 210 đảng viên, trong đó có những đảng viên được nhận huy hiệu 40 và 50 năm tuổi đảng. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ đảng viên trên địa bàn, Đảng bộ xã Minh Lương cùng với các đảng bộ xã, thị trấn trong toàn huyện Văn Bàn đang chủ động sáng tạo lãnh đạo nhân dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nỗ lực vươn lên thực hiện thắng lợi các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, với những đặc thù riêng, báo chí trong đó có ngành phát thanh truyền hình được coi là một nghề vất vả, nguy hiểm. Ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển, bên cạnh những khó khăn sẵn có, yêu cầu đổi mới trong thời kỳ hội nhập cũng đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với mỗi người làm báo phát thanh truyền hình. Nhân ngày truyền thống ngành phát thanh truyền hình Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2017, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ tâm sự về chuyện nghề, chuyện đời của những người đang công tác trong ngành phát thanh truyền hình tại tỉnh Lào Cai để có thể hiểu thêm về công việc cũng như tâm tư nguyện vọng của họ trong cuộc sống. Gắn bó với nghề báo được gần 25 năm, là từng ấy thời gian, nhà báo Trần Quang Thuận hiểu được nỗi vất vả nhưng rất đỗi tự hào của những người làm báo. Mỗi chặng đường, mỗi thời kỳ phát triển lại có những đổi thay, đòi hỏi các phóng viên phải tự trau dồi và học hỏi. Đặc biệt, với một phóng viên thời sự thì phải tiếp cận nhiều đề tài khó, nhiều vấn đề nhạy cảm trong xã hội để có thể phản ánh một cách trung thực, chính xác. Nhà báo Trần Quang Thuận luôn ý thức rằng nghề báo cần lắm một cái tâm. Tôi nghĩ rằng là dù trong cái thời điểm nào, giai đoạn nào thì đối với cái người phóng viên ấy thì cái điều quan trọng nhất vẫn cứ phải là những cái người tâm huyết và có trách nhiệm với nghề. Phải là những người có sức khỏe và thích ứng được với mọi cái môi trường, mọi cái điều kiện tác nghiệp và phải thường xuyên cập nhật để nâng cao cái trình độ, đáp ứng được cái trang thiết bị. Thế rồi là trong cái quá trình tác nghiệp ấy thì lúc nào cũng phải đặt cái chữ... Cái vấn đề đạo đức của người làm báo lên hàng đầu. Công việc của những người làm báo luôn gắn liền với những chuyến đi. Ở một tỉnh miền núi như Lào Cai thì những chuyến đi tác nghiệp ở cơ sở lại càng thêm gian truân vất vả. Và để đến được với người dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, thì vấn đề khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa cũng là những rào cản lớn trong quá trình tác nghiệp của mỗi phóng viên. Với cái trách nhiệm là một phóng viên người dân tộc thì chúng tôi cần phải không những tuyên truyền trên sóng truyền hình mà khi mà đi tác nghiệp tại cơ sở thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm là tuyên truyền trực tiếp tới đồng bào. Nghề báo, con đường chưa bao giờ là dễ dàng đối với tất cả các phóng viên, nhất là những người trẻ tuổi. Tại Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai có không ít những phóng viên trẻ đến với nghề báo như một cơ duyên. Và những khó khăn, thử thách đôi khi lại trở thành động lực để họ có thể gặt hái được những thành công trong công việc của mình. Ngoài cái việc mà tự rèn luyện về cái bản lĩnh chính trị cũng như là cái nghiệp vụ chuyên môn ấy, thì người phóng viên cần phải thực sự là say nghề. Với mỗi chuyến đi, với mỗi chuyến công tác như thế là một cái lần trải nghiệm rất là thú vị. Khó khăn, vất vả làm cho người phóng viên thêm trau dồi, rèn cho mình có những cái tích lũy, cho mình có những cái kinh nghiệm sống. Trước yêu cầu đổi mới báo chí, nâng cao tính chuyên nghiệp luôn là mục tiêu phấn đấu của đội ngũ những người làm báo phát thanh truyền hình. Họ luôn tự đặt ra cho mình trọng trách lớn lao như những người chiến sĩ chiến đấu bằng ngòi bút trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Và những người chiến sĩ ấy vẫn ngày ngày vượt qua khó khăn, thử thách để đưa các tác phẩm phát thanh truyền hình đến với khán thính giả, góp phần cho sự phát triển chung của báo chí Lào Cai.
Ngày 6 tháng 9 năm 2017, Khối các tổ chức xã hội nghề nghiệp do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tỉnh Lào Cai làm trưởng khối đã có chuyến thăm và tặng quà cho xã Tả Thàng, huyện Mường Khương. Đây là hoạt động thường niên của các tổ chức xã hội nghề nghiệp nhằm hỗ trợ giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn. Tại xã Tả Thàng, các tổ chức xã hội nghề nghiệp đã trao 45 suất quà trị giá trên 22 triệu đồng cho các gia đình chính sách, các hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã và cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới. Đặc biệt, các tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh cũng đã trao 340 bộ quần áo, nhiều đầu sách pháp luật và số tiền trị giá 5 triệu đồng cho cấp ủy, chính quyền nhân dân xã Tả Thàng, Mường Khương để triển khai hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua hoạt động thăm hỏi, tặng quà của các tổ chức xã hội nghề nghiệp đã góp phần hỗ trợ người dân nghèo tại xã Tả Thàng từng bước vươn lên phát triển kinh tế. Nhân dịp năm học mới 2017-2018, Quỹ vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Life Việt Nam đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Lào Cai trao tặng 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai huyện Bảo Thắng và Bắc Hà. Theo đó, đoàn đã tặng 100 phần quà cho học sinh trường tiểu học xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng và 100 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 2 và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bản Cái, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Mỗi phần quà trị giá hơn 200.000 đồng, bao gồm áo ấm và ba lô học sinh, tổng trị giá các phần quà trên 45 triệu đồng. Được khởi xướng từ tháng 12 năm 2016, chương trình Vì Cuộc Sống Tươi Đẹp tặng quà cho các em học sinh khó khăn tại các tỉnh thành là dự án từ thiện cộng đồng do Daiichi Life Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp triển khai. Chương trình Vì Cuộc Sống Tươi Đẹp kể từ khi khởi xướng đã nhận được sự đồng lòng, ủng hộ và tham gia nhiệt tình từ đông đảo nhân viên và tư vấn tài chính của công ty với mong muốn mang những phần quà thiết thực đến với các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để cùng nâng bước các em đến trường. Thưa quý vị và các bạn, bệnh sốt xuất huyết vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Tại tỉnh Lào Cai, tính đến thời điểm này đã có 84 ca sốt xuất huyết tại tất cả các huyện, thành phố. Chỉ tính riêng trong đợt nghỉ lễ từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9, Lào Cai đã ghi nhận thêm 9 ca mắc bệnh mới. Sau khi đưa con đi nhập học tại Hà Nội vào cuối tháng 8 vừa qua, trở về Lào Cai được vài ngày thì hai vợ chồng chị Khổng Thị Hoa có dấu hiệu bị sốt và được các bác sĩ chẩn đoán là sốt xuất huyết. Qua 6 ngày điều trị, tới nay sức khỏe của hai vợ chồng chị Hoa đã dần ổn định. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và tránh lây lan mầm bệnh ra cộng đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã tiến hành điều trị cách ly các bệnh nhân sốt xuất huyết tại khoa truyền nhiễm tới khi nào khỏi hẳn mới cho xuất viện. Có hiện tượng sốt đau người và đau đầu, đau người và gai người thì vào đây khám thì xét nghiệm máu thì có dương tính với lại sốt xuất huyết. Thế là bác sĩ cho nhập viện và để điều trị ở trong này. Theo Sở Y tế tỉnh Lào Cai, chỉ tính riêng từ ngày 1 tới ngày 3 tháng 9 đã có 9 ca mắc bệnh mới, trong đó tập trung tại các khu đông dân cư và các điểm du lịch như thành phố Lào Cai, Sapa, Bảo Thắng, Bảo Yên. Tới thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Lào Cai đã ghi nhận 84 ca bệnh, trong đó có 61 ca đã xuất viện, 21 ca vẫn đang được tiếp tục điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn. Trong quá trình điều trị thì chúng tôi cũng đã thu thập và điều trị theo một cái quy định, theo cái chương trình và theo cái quy trình điều trị cái bệnh sốt xuất huyết chung của Bộ Y tế. Và qua cái vấn đề đó thì tùy từng bệnh nhân và chúng tôi can thiệp mức độ nhiều hoặc ít và theo các cái xét nghiệm để chúng tôi can thiệp. Hầu hết thì những bệnh nhân thì chúng tôi đã cho ra viện và theo cái điều trị, theo cái quy trình, theo cái quy trình điều trị của Bộ Y tế thì chúng tôi đã áp dụng và linh hoạt trong các cái trường hợp mà những cái bệnh nhân nhẹ. Hầu hết thì các bệnh nhân đã ra viện tốt, đã trở về nhà và đã hoạt động bình thường. Tỉnh Lào Cai đã có gần 100 ca sốt xuất huyết. Trong đó thì 98%, trên 98% là cái trường hợp mà các ca bệnh có cái mầm bệnh từ ở nơi khác đến. Họ bị bệnh từ ở cái vùng có dịch. Thì về Lào Cai thì bắt đầu có những cái triệu chứng sốt rất là cao. Thế rồi là được vào cơ sở khám chữa bệnh và điều trị. Thì chúng tôi đã kịp thời lấy máu để làm xét nghiệm. Các ca bệnh dương tính đã được trả lời và đáp ứng ngay, nó giúp cho công tác phòng bệnh cũng như là cái chữa bệnh kịp thời đảm bảo cho các đối tượng được quản lý và theo dõi. Trước diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành chỉ thị chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Các đơn vị y tế tuyến huyện, thành phố cũng đã duy trì công tác thường trực báo cáo tình hình sốt xuất huyết 24/24 giờ, tăng cường giám sát sốt xuất huyết tại địa phương, tiến hành phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực dân cư nơi có ca mắc sốt xuất huyết. Lào Cai cũng triển khai các đợt làm vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, tiêu hủy phế thải chứa nước tại hộ gia đình với mục tiêu không có bọ gậy, không có sốt xuất huyết.
Theo khuyến cáo của ngành y tế, thời điểm nóng ẩm, mưa nhiều như hiện nay là môi trường thuận lợi để muỗi sinh sôi phát triển. Người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai cần tích cực chủ động tìm hiểu về bệnh sốt xuất huyết để công tác phòng chống đạt hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ, chủ động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy. Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Bát Sát vừa phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai mở hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai cập nhật kiến thức về chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sốt xuất huyết, hướng dẫn giám sát phòng bệnh và thống kê báo cáo trong chương trình phòng chống sốt xuất huyết. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao những kỹ năng kiến thức cho đội ngũ cán bộ y tế địa phương về triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch sốt xuất huyết, không để bùng phát thành dịch. Trong năm thứ hai thực hiện đề án số 18 của tỉnh ủy Lào Cai về đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, huyện ủy Bát Sát đã tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra trong lĩnh vực đất đai, nhất là tại những khu vực đang quy hoạch các dự án lớn của tỉnh. Nội dung chính của cuộc thanh tra về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý đất đai, việc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, công tác quản lý thu chi ngân sách, các chương trình, dự án, các khoản đóng góp xã hội hóa giáo dục. Qua công tác thanh tra đã kiến nghị thu hồi 2 lô đất cấp không đúng đối tượng và giao không đúng thẩm quyền, kiến nghị thu hồi diện tích đất lâm nghiệp đã giao, đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ đã sai phạm. Trong năm thứ hai thực hiện đề án số 18 của tỉnh ủy Lào Cai về đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, huyện ủy Bát Sát rút ra một số tồn tại hạn chế như một số cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống tham nhũng, việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản còn chậm, việc phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện, Liên đoàn Lao động tỉnh đang triển khai thực hiện đề án sắp xếp lại công đoàn ngành, công đoàn giáo dục cấp huyện. Việc triển khai thực hiện đề án sắp xếp lại công đoàn ngành, công đoàn giáo dục cấp huyện cụ thể như sau: giải thể và chấm dứt hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra hai công đoàn ngành giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, chuyển giao các công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn thuộc hai công đoàn ngành này về trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh, công đoàn ngành công thương, công đoàn ngành xây dựng và Liên đoàn Lao động các huyện Sapa, Văn Bàn, Bảo Yên, Mường Khương, Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai quản lý, chuyển giao các công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn thuộc hai công đoàn ngành này về trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh, công đoàn ngành công thương, công đoàn ngành xây dựng và Liên đoàn Lao động các huyện Sapa, Văn Bàn, Bảo Yên, Mường Khương, Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai quản lý, chỉ đạo trực tiếp. Ngoài ra, đề án cũng chuyển giao 649 công đoàn cơ sở các trường học và công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn giáo dục huyện, thành phố với trên 16.000 đoàn viên công đoàn về Liên đoàn Lao động huyện, thành phố quản lý, chỉ đạo trực tiếp kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017. Việc tổ chức giao nhận phải nhanh gọn, trang trọng, tiết kiệm và đúng quy trình. Sau khi sắp xếp để các đơn vị sớm ổn định và hoạt động, nhất là chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp theo kế hoạch của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.